Nên mình xin giới thiệu với các bạn món tôm càng xanh nướng bơ tỏi phô mai nhé. Đầu tiên này, càng xanh thì mình đã rửa sạch sẽ và bây giờ mình đi cắt hết những cái râu của nó và mình rạch một đường ở giữa nhé. Để chút nữa mình cho bơ tỏi vào giữa mình nướng. Đấy, càng xanh mình mua cũng rất là tươi ngon này các bạn này. Tươi này đến lúc mình nướng thì thịt nó chắc này. Ăn rất là ngọt thịt này. Đây, mình đi bóc hành tỏi nhé. Chút nữa mình sẽ xay nhuyễn nó ra. Món này làm cũng rất là dễ và đơn giản này. Mình chỉ cần có nồi chiên không dầu mình cho lên nướng này. Nếu mà nhà các bạn mà không có nồi chiên không dầu ấy thì mình cũng có thể áp vào cái chảo, sau đó thì mình đậy cái bung vào cũng được nhé. Là mình nướng trên cái vỉ than đấy. Đấy, chủ yếu là mình pha cái nước sốt này xong là mình quét vào thôi. Mà nướng được thì nó sẽ thơm hơn. Hoặc là cho vào hấp cũng được đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn muốn xem lại nguyên liệu cụ thể như nào ấy, thì có thể xem lại ở cái phần mô tả giúp mình cũng được nhé. Theo dõi cho nó dễ nhé. Đây, mình sẽ cho một quả trứng gà vào này. Mình cho một chút bơ vào và một miếng phô mai vào. Sau đó thì mình sẽ trộn đều nó lên. Lúc ăn rất là bùi béo và thơm đấy các bạn ạ. Đấy, bây giờ là mình sẽ nhét vào giữa này. Nhét đều nhá. Đấy, rất là đơn giản này. Nếu các bạn yêu thích món này nhớ subscribe kênh, like, chia sẻ giúp mình nhé. Khi mà mình nướng ấy thì là cái sốt của này này nó sẽ tan chảy ra này, ăn rất là thơm và đậm vị luôn đấy. Nếu các bạn ăn được cay thì có thể cho ngay tương ớt vào đây nhé, là cho nhiều tiêu vào. Và lúc ăn là mình cứ thế là mình bóc ra mình ăn thôi, không cần phải chấm nữa. Mình cho các bé nhà mình ăn đấy, nên là mình không có cho cay mấy này. Mình chỉ cho một chút tiêu vào cho nó thơm thôi. Đấy, mình pha gần này là đầy đủ cho 8 con đấy. Nếu mà các bạn làm nhiều thì pha tỷ lệ nó nhiều lên nhá. Sau đó thì mình sẽ cho vào cái nồi chiên không dầu, mình nướng trong khoảng 15 phút đây này các bạn này, ở nhiệt độ 200 độ C này. Nó rất là thơm luôn. Đây, mình cho các bạn xem này. Đây, mình rạch ra này, nó đã chín đều ở giữa này. Thì nó rất là chắc luôn. Nhìn vậy thôi chứ bên ngoài nó thơm lắm các bạn ạ. Béo ngậy luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Xin chào.